Hello, xin kính chào cô bác chị em nha. Thì máy từ Hòa Hảo, Tân Hưng, Long An kính chúc bác chị em được nhiều sức khỏe, được thành công nha trong công việc. Thì hôm nay em có về được một động cơ dân ma của bác chị em. Cơ này dân ma 3T70. Em này đời cao quá chị em, 14.7 kW. Thì em này nó nhân ra nó hơn 20 ngựa đó chị em. Dòng tua nó 3.450. Đó. Thì em này nó phù hợp cho cô bác chị em chạy tàu thuyền á, tốc độ luôn nha. Tình trạng em này như máy mới quá chị em. Cái củ sạc rất là lớn nha. Nó là em sạc đầy rất là mau, đầy điện. Đủ cho cô bác chị em xài đèn, xài các kiểu ha. Các nước cũng vậy, mới tinh luôn. Đó, đây này có cái bộ e, có bộ e dính liền. Tình trạng máy là như máy thùng luôn, mới tinh quá chị em. Này quá chị em xài tắt bằng chìa khóa luôn, đời cao nha. Dòng này nó trên 20 ngựa quá chị em, tại vì nó tua cao á, thành ra ngựa nó rất là cao. Quá chị em có nhu cầu sử dụng mấy cái động cơ dân ma mà còn bốc á, mua cái máy này ha, con này cực kỳ luôn. Giá tiền thì có thể nó hơi mắc chút xíu, nhưng mà bù lại cái con máy này xài đã đời luôn, biết cái nào hư. Để máy kìa coi. Rồi, bỏ cái nước ngoài. Châm nước vô quá chị em, chạy cái bơm trộn nó bơm cái nào ập lên. Cái này xài tắt điện quá chị em nha. Rồi đây lại, đây lại nước, có nước nó dằn quá nhỉ, bỏ nước bớt miếng. Máy này nó còn ga rất là dài quá chứ em. Bao nhiêu ga đây là nó cho ga công suất là hết 20 ngựa thôi. Nếu mà có bán chị em mà chạy maximum cái động cơ này thì nó tầm khoảng 23 ngựa mới. Còn ga rất là sâu. Máy này hết công suất của nó là 23 ngựa nha. 3T70. Đời mới của anh em nha. Tình trạng máy là như máy mới luôn, trên 95%. Rồi, cô bác chị em có nhu cầu mua thì ủng hộ giùm em nha. Máy, két nước. Còn nếu mua máy không thì bỏ két nước lại.
Rồi, em xin chào. Hẹn gặp lại cô bác chị em video tiếp theo nha.